Được rồi, chào các bạn, mình là Linh đây. Rồi có vẻ là hơi sớm nhưng mà úi giời ơi, cái thời khắc này đã đến rồi. Thunder Sir Scepter. Ui giời, tiếng Anh thì dù mình nó không hay cho lắm nhưng mà với cái thực sát trên tay như thế này thì ô sao tầm gần đấy nhỉ? Ok. Úi giời ơi. Cái gì cơ? Như nào cơ? Ôi, ôi giời, vào đây à? Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Như nào? Bạn biết thực sát chưa? Linh Thunder nào nào nào, chết đi, cho xem mã thôi. Ok, học rồi, sao mà nó bắt đầu thế? Ở đây mình đầy năng lượng rồi này. Ôi rồi, đây đây, à đây rồi, hình như à đúng rồi, mình nhớ rồi em ơi. Khi mà anh em tiêu diệt một mục tiêu này, xong rồi là chúng ta sẽ hồi một cái thương sét như thế này. Và khi mà đầy thanh năng lượng thì chúng ta sẽ có một cái sát thương nó vượt trội hơn so với thời điểm ban đầu rất nhiều. Đó, đó là những gì mà thương sếp và anh em cần biết. 22.000 vàng thôi, không hề nhiều, không hề nhiều. Ui rồi ôi, nhưng mà phi chúng nó là tính cận chiến đấy các bạn. What the fuck? Ban đầu thì nó sẽ khá là lỗi anh em ạ. Cái này mình đã từng thử rồi và cái độ OP của nó thì anh em mình nghĩ là anh em cũng biết thôi. Ok. Ui rồi. 9 kill à? Sao lại 9 kill được nhỉ? Chuyển phải tiếp này. Rồi, à, vẫn còn cái thương nữa à? Cứ mỗi lần một lên một kill thì anh em sẽ được hồi một cái thương ạ, mà nó hồi nhiều lắm. Đấy bạn ơi, mà cố gắng để phi chúng nhá. Phi chúng thì gần như là chết luôn đấy. Phi chúng là cận chiến, là tính cận chiến từ xa. Đấy, một trong những là cận chiến cực kỳ rác. Mà đó. À, thật. Được rồi, à, cảm ơn người anh em Quốc Hoàng, theo Quách Dương Quốc Hoàng. Đấy, cho anh già test thử cái thương sét nó còn nóng hổi như này. Chết 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 chết. Vẫn nhưng mà vấn đề là nó sẽ tầm khá là gần anh em ạ. Tầm khá là gần nên là anh em phải để ý một chút. Thôi chết rồi. Nhớ. Ui giời ơi. Lùa anh già với chúng tôi ở đây, đi qua đây, đi qua đây, đi qua đây. Má rác thật sự. Từ từ à, em phải đợi một chút để mình làm tí nhạc đi. Làm tí nhạc nghe cho nó vui. Ui giời. Này. Bay qua đây này. Chú quỷ đâu? Chú quỷ đâu, ra đây, ra đây. Ê ê ê. Đông 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 đông. Ui giời, 6 mạng. Ok nha, đó. À, cái sát thương thì nó vượt trội nhất là khi ở chơi chú quỷ 2 anh em ạ. Nhưng mà tạm thời bây giờ ra nó hơi sớm. Cho nên là đời chiều nay đấy, chiều nay hoặc là tối mình sẽ bật live stream lên đấy, bật live stream lên thì múa cho anh em xem cái chú quỷ 2 nó mạnh lắm, bởi vì nó tăng sát thương hết mạnh đấy anh em. Chứ về ban đầu như này thì nó chỉ rơi khoảng tầm vài trăm máu thôi, vài trăm máu thì mình cũng không nghĩ là nó, bởi vì đây là lần đầu tiên mình chơi ở trong cái thương sát ở trong chế độ zombie thường ấy, chứ không phải là chú quỷ 2. 4 phụ kiện đúng không? 22.000 vàng đấy. Cũng như dự kiến anh em ấy. Bởi vì là một loại cái vũ khí rất là bình thường thôi. Cái điều đáng nói của chúng ta là cái bản cập nhật cái kiếm lưỡi gần ấy, cái kiếm lưỡi gần thì mình không chắc là nó bao nhiêu vàng, nhưng mà khả năng cao thì nếu mà nó cũng 22k vàng thì em sẽ có một cái phòng đấu cực kỳ rác. Ui rồi ơi, đây rồi. Cũng được chứ, nói chung là mà sấy thì nó tầm hơi gần một chút anh em, vấn đề là phải đi săn. Cái này phải đi săn thì nó mới mạnh được, còn không thì hơi đuối. Đấy. Cái phạm vi trúng của nó khác gần kìa. Em để ý là cái phạm vi trúng của nó có một mẫu thôi. Ui, vãi. Vãi thì người ta này nó khiếp quá. Từ nhá. Mình hơi ngộp tí đây được tầm gần anh em ạ. Với cả là anh em để ý là cái phạm vi của nó kiểu nó như nào ta, nó vừa ngắn xong rồi nó vừa hẹp ấy, phải đứng thật là gần thì mới được anh em ạ. Đứng thật là gần với cả là bắn dí thật là chuẩn mà người nó thì nó mới được đấy. Được 300 máu thôi, thoát hết rồi. Ok, cái này có tính đấy đâu. Mình có phi cận chiến anh em đâu mà anh em thoát hết rồi này. Đá rất là bình thường thôi. Cái này là thực sự là chơi rất là vui em ạ.
Trong chibi à? Trong chibi cũng khá là ghê đấy. Được có mấy trăm máu thôi, 400 máu nhá. Đây là 160% lực sát thương này. Đứng phải gần lắm phải đi được. Để chiều làm trận chú quỷ 2. Làm trận chú quỷ 2 thì ok. Để xem kiếm cái phòng nào đông đông ấy. Cái phòng này nó ít người quá. Phòng này ít người nó không vui. Để xem nào. Được phết nhà được rồi. Mình sẽ cho anh em xem qua cái thương set nó trông này. Bố phụ kiện này nó cái bùi rồi. Thunder Sersetter. Má đàn đại gia anh em ạ. Má. Ui sao này nó có cái cả. Ui bố phụ kiện luôn này. Nhìn chá chiến thật. Cái gì nhỉ? Cái nó có cái skin ấy. Sau này nó có cái lớp, có một cái lớp skin nữa cơ. Chú quỷ 2 nhưng mấy hơi ít người nhỉ. Hai cái móc nhà trẻ. Ui đấy, buổi sáng sớm này nó ít người quá. Buổi sáng sớm nó hơi ít người nên là thôi được rồi. Để test sau nha bạn, test sau nha bạn. Để sang cái phòng này nó đông đông tí nữa nha. Một tí nữa nha bạn, một tí nữa. Anh em đừng quên cho mình cảm nhận nhá. Thế sao nó thực sự nó không hề rác đâu anh em. Chơi rất là bình thường thôi. Sát thương nó vừa phải. Mà cái cận chiến bằng từ xa đấy thì anh em phải phi nó trúng nó, phải khéo lắm thì mới cận chiến được. Ok ổn. Một trong loại những vũ khí mà mình đánh giá là rất là vui. Mình rất là ok. Đây rồi. Bắn đi nhá. Cái phòng này mới đây. À, súng băng à. Cái khẩu này với cả là cái thức cái khẩu này với cả là cái gì ta. Rồi, ui đông này ấy. Chắc là anh em sẽ có cái phạm vi trúng gần này. Ui. Đấy. Ôi chết rồi. Nó không bị chặn mấy nhỉ. Súng băng em ạ. Cái khẩu này với khẩu súng băng này nhìn đúng cả kết hợp. Đúng cả bộ đôi hoàn cảnh vậy luôn. Gần cơ. Phải để ý một chút, phải để ý một chút. Không là chúng nó sẽ tấn công. Nó áp sát được. Nhân cả tàn đàm chúng tôi. Được rồi. Vào đây là. Ủa, nó có cáo đấy chứ. Cố lên bạn ơi. Được rồi, ấy súng trúng đôi người đấy. Mà đây là cái này nó hình như nó làm choáng đúng không? Mình sắp hồi đầy cái vạch năng lượng này. Mình còn một cái thương đây rồi. Như nào ui rồi đây rồi. Mình đầy năng lượng rồi. Sát thương bây giờ là tối đa này. Mình còn một cái thương nữa này anh em, để là chúng ta sẽ có tích lũy tối đa là 3 cái thương nhá. Ui rồi khỏe đấy. Khỏe đấy. Phi dữ quá. Đấy rồi. Phê quá. Đây. Khi mà bấm hero này là cái thương set vẫn tồn tại các bạn. Được phết nhờ. Được. Ok nó vẫn tồn tại anh em. Ok nhìn kìa. Ok 1000 máu kìa. Ảo chưa. Ôi rồi, hết rồi. Cái thứ set đã tồn tại lâu thật. Cái phi của nó ấy, được thực sự luôn đấy. Chết đi. Chạy đi đâu đâu bạn ơi. Phê quá, nghỉ đây vui quá. Chú quý 2 mà 24 mạng cơ, 24 người nó mới sướng. Cái lúc đấy mà anh em phi đó, nó không phải là trúng một mục tiêu, nó trúng cả chục con một đấy. Mà xong em hồi, cứ kêu được một con lại hồi một thương mà. Tự nhiên nó sẽ hồi liên tục em ạ. Ném lưu đạn choáng. Cái này nó có khả năng gây choáng em ạ. Và cái này là vũ khí phụ em ạ, nó là lục ấy. Đấy. Đẹp phết. Úi dồi ôi, Pandora kìa. Thôi. Pandora thì cút. Uầy, mình có xấu. Cố lên bạn ơi, từ mình phải hồi một cái thương. Mẹ, nó cố dí mình rồi. Mình phải hồi một cái thương thì may ra mới chơi được.
Ok đây, ok đây, hồi đây, hồi đây, hồi đây. Ôi, cháy, cháy con đầu to ra em ơi. Có Parora. Bao giờ có con hero mới ra dí. Úi giời, đây, 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 qua đây, qua đây. Đây ơi, có thương rồi em ơi. Cứ phải hồi một ít nhất một cái thương em ạ. Phải hồi ít nhất một cái thương thì nó mới mạnh được. Ok, mình sẽ phim phát đây. Ok này. Ok, đâu rồi? Ôi, đây, đây, đây. Ui dồi ôi, lại có Parora. Khó chịu chưa? Không nhìn thấy gì bạn. Cái này là hơi khó chơi, cái Parora nó mạnh quá. Gặp Parora thì lúc gặp bố luôn. Parora ít nhất phải mình dồn phải 3 cái thương một lúc ấy. Đấy, xong mình sẽ câu rời nó ở trong cái khu vực đấy thì mới làm ví ăn nó được. Còn không thì no hope, no hope, no hope. Quá mạnh. Đây, cho này có đứa này. Chứ là có người à? À, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ui giời ơi, non chưa? Ui, xuống 3 người không ăn. Mẹ con Parora mạnh thế nhỉ? Đây, cho mình hồi sinh cái xem nào. Dí chết con Parora bây giờ. Không nhìn cái gì cả, không biết ở đâu luôn. Chết. Cái thế. Thôi được rồi, hẹn anh em vào 8 giờ tối nay nhé. Rồi tối nay mình sẽ live stream lại bình thường em ạ. Và sẽ cùng anh em test mọi chế độ với cái thương set này sẽ như thế nào. Đấy, tạm thời với chú quỷ huyền thoại thì rất là ok. Mình nói thật là cái này là cận chiến nó vừa mạnh vừa phải thôi. Nó không hề gọi là quá mất cân bằng. Đấy, 22k vàng thôi nhá. Anh em là nên ngâm cứu trước. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại.